Trung Quốc lại hứng nắng nóng đến 40 độ C. Màu vàng là mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 mức độ theo màu của NMC. Theo dự báo của trung tâm này, ngày 17 tháng 7, nhiều khu vực tại tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông và Hải Nam cũng như khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây và khu tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương có thể sẽ hứng chịu mức nhiệt 37-39 độ. Tại một số khu vực ở các địa phương trên, nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 40 độ C. NMC khuyến cáo người dân cần đề phòng nắng nóng và các lao động làm việc ngoài trời nên thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân. Giang Tây là tỉnh từng bị ảnh hưởng nặng từ lũ lụt do mưa lớn trong các ngày từ 6 đến 14 tháng 7. Cuộc sống của khoảng 6,42 triệu người dân tỉnh này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo cơ quan giảm nhẹ thiên tai tỉnh Giang Tây, 654.000 người đã phải đi sơ tán và 583.900 hecta cây trồng bị nhấn chìm trong nước lũ. Ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 11,76 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,7 tỷ USD. Nước lũ đã dâng cao hơn mức cảnh báo suốt dọc 2.531 km sông Dương Tử, đoạn chảy qua tỉnh Giang Tây, Hồ Bà Dương và các vùng lân cận. Trong khi đó, một số địa phương ở Trung Quốc vẫn hứng chịu thiệt hại của mưa lũ. Ngày 16 tháng 7, cơ quan chức năng nước này cho biết 2 người thiệt mạng và 4 người mất tích trong các vụ lở đất do mưa lớn tại thành phố Trùng Khánh ở phía Tây Nam. Mưa lớn bắt đầu trút xuống quận Cao thuộc Trùng Khánh sáng 16 tháng 7, với lượng mưa vượt 100mm tại một số thị xã ngoại ô, gây nhiều vụ lở đất và sụt đường. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang diễn ra. Ha ha ha, 问什么的说